Này thiện hiện như vậy là nương vào thế tục mà nói, chẳng y cứ vào thắng nghĩa, vì sao? Vì trong không không có một pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được, hoặc đã niết bàn hoặc sẽ niết bàn hoặc hiện niết bàn, hoặc người niết bàn hoặc do đó mà đắc niết bàn, tất cả như thế hoàn toàn không có sở hữu, đều rốt giáo không, tánh không rốt giáo, tức là niết bàn lìa niết bàn này không có một pháp riêng biệt nào lại nữa thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế do sức phương tiện thiện xảo này thấy các hữu tình tâm nhiều sân giận vô cùng thương xót phương tiện dạy bảo nói thế này này thiện nam tử nên tu an nhẫn ưa pháp an nhẫn chế ngự tâm mình thọ hạnh an nhẫn việc làm cho người giận tự tánh là không thì tại sao đối với nó phát khởi sân giận, các ngươi lại nên quan sát kỹ càng vì đâu mà ta nổi giận, ai sân giận, sân giận ai? Các pháp ấy bản tánh đều không, pháp bản tánh không chưa từng chẳng không, tánh không như thế chẳng phải Như Lai tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải thanh văn tạo ra, chẳng phải bồ tát tạo ra cũng chẳng phải trời giống chư thần dược xoa kiền đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mặc hô lạc già nhân phi nhân tạo ra cũng chẳng phải chúng trời tứ đại vương trời ba mươi ba trời dạ ma trời đổ sử đa trời lạc biến hóa trời thao hóa tự tại tạo ra cũng chẳng phải trời phạm chúng trời phạm phụ trời phạm hội trời đại phạm tạo ra cũng chẳng phải trời quang trời thiểu quang trời vô lượng quang trời cực quang tịnh tạo ra cũng chẳng phải trời tịnh trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh tạo ra cũng chẳng phải trời quảng trời thiểu quảng trời vô lượng quảng trời quảng quả tạo ra cũng chẳng phải trời vô tưởng tạo ra cũng chẳng phải trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện hiện trời thiện kiến trời sắc cứu cánh tạo ra cũng chẳng phải trời không vô biên xứ trời thức vô biên xứ trời vô sở hữu xứ trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo ra các ngươi lại nên như thật quán sát sân giận ấy do đâu mà xanh, thuộc về ai lại đối với ai mà khởi sẽ gặt hái quả gì hiện được lợi ích gì tất cả pháp như thế bản tánh đều không chẳng phải trong tánh không có thể có sân giận cho nên cần phải an nhẫn để đem lại lợi ích cho mình